Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình mở hộp di sốc cùng Belo. Vâng, và hôm nay trước di sốc mình sẽ mở hộp giới thiệu các bạn, đấy là di sốc GA400HR1A. Và các bạn nghe mã là các bạn có thể tự biết được cái dòng di sốc này là thuộc dòng nào rồi chị ạ. Vâng, và đây GA400 chính là dòng di sốc analog, di sốc kim số, model 400 và thuộc bộ sưu tập HR Heritage Red và màu 1A. Vâng, và bây giờ mình sẽ xin mở hộp cho các bạn xem. Đây, phía trong hộp giấy nó sẽ như bao chiếc di sốc khác, nó sẽ có một cái International Warranty Regulation, tức là các thông tin về các cái chính sách về bảo hành quốc tế toàn cầu của di sốc với những đối tác được áp dụng trên toàn cầu như này. Vâng, và các bạn mua di sốc tại Belo thì 100% sẽ nhận được một cái thẻ bảo hành International Warranty Card này, và bên mình sẽ gửi kèm khi các bạn đặt hàng, và thẻ này sẽ được chấp nhận trên toàn cầu với các đối tác của di sốc tại đây. Vâng, và bên cạnh đấy thì nó sẽ có sách hướng dẫn sử dụng của module 5398. Vâng, cái module 5398 này chính là cái số hiệu của cái bộ máy được sử dụng cho toàn bộ cái dòng di sốc GA400. Thế đấy là nó sẽ có về phần tiếng Anh, và bên Belo đã sử dụng này để biên soạn ra một cái phần rút gọn về tiếng Việt để cho các bạn dễ dàng tiếp cận và chỉnh giờ hơn. Và các bạn có thể tham khảo ở trên di-sốc.vietnam.com, chúng mình có đăng tải đầy đủ ở trên đó, hoặc đơn giản nhất là các bạn có thể search Google hướng dẫn sử dụng GA400, chắc chắn sẽ lên bài viết hướng dẫn của Belo. Vâng, và phía dưới GA400HR sẽ được bao bọc trong một chiếc hộp thiếc, hộp kim loại như này, với đây là phiên bản màu xám của chiếc hộp thiếc này, nó có phiên bản màu đen nữa. Vâng, và đây chiếc di-sốc GA400HR của chúng ta được bao bọc cẩn thận trong những cái lớp mút, xốp và ni lông như này, rất đẹp, các bạn có thể thấy không ạ? Đây là phiên bản GA400 được xây dựng trên GA400 và được phủ phối màu Red Heritage, phiên bản màu đỏ với kết hợp với công nghệ đúc dây mới của Casio G-Shock, công nghệ đúc dây hai lớp. Các bạn có thể thấy một lớp màu đen và một lớp màu đỏ rất nổi bật ở dưới. Nó là một chiếc đồng hồ đang cực kỳ hot và cực kỳ bán chạy tại Belo Lê Thái Tổ. Các bạn có thể nhìn thấy màu đỏ rất nổi bật ở phía dưới của phần dây, nó tạo nên một cái điểm nhấn rất chất. Vâng, và tương tự cái màu đỏ này ứng dụng trên cả logo G-Shock Protection, phần nút và phần viền của núm xoay. Cái núm xoay này sẽ giúp bạn chỉnh giờ. Đó. Cái nút này giúp bạn có thể bấm giờ nhanh, bấm giờ đếm ngược. Đấy, các bạn có thể thấy là mình vừa ấn vào một cái thì nó đã đếm ngược lại luôn. Vâng, và các tính năng cơ bản của chiếc GA400 này thì sẽ bao gồm là chống sốc, chống nước ở độ sâu 200m, giúp các bạn có thể đi mưa, rửa tay, đi bơi, đi biển, và thậm chí là lặn với bình dưỡng khí không vấn đề gì hết. Và đây là có bộ bấm giờ thể thao với độ chính xác là 1/100 giây, giờ quốc tế, giờ đếm ngược, và đèn led siêu sáng super led light, và có đèn tính năng đèn tự động. Video clip hướng dẫn sử dụng của GA400 bên mình sẽ cập nhật và giới thiệu các bạn trong thời gian tới. Và đây là cái sản phẩm chính hãng phân phối chính thức tại Việt Nam, do đó là sẽ có tem vàng chống giả phía sau như này. Đây là một cái tem giúp cho các bạn dễ dàng mua được di sốc chính hãng tại Việt Nam. Và khi các bạn mua di sốc tại Belo Lê Thái Tổ thì các bạn sẽ được tặng kèm một cái thẻ thay pin di sốc miễn phí trọn đời, do chính kỹ thuật viên đầy dặn kinh nghiệm của Belo sẽ thay pin miễn phí trọn đời cho các bạn. Các bạn còn hết pin mang qua Belo thì sẽ được thay pin miễn phí. Và đấy là chương trình nằm độc lập với cả chương trình bảo hành toàn cầu của di sốc, các bạn sẽ nhận được đầy đủ như này. Và với các bạn mua GA400HR thì sẽ được tặng kèm một cái thẻ VIP này. Bạn lần thứ nhất bạn sẽ được giảm 10, lần thứ hai bạn mua tại Belo thì bạn sẽ được giảm 15. Và nếu đã có rất nhiều các bạn có thể sở hữu thẻ VIP cả của Belo rồi, bạn hoàn toàn có thể mượn thẻ VIP của các bạn đó để được mua với mức giá giảm 15% luôn tại Belo Lê Thái Tổ. Vâng, chiếc GA400HR rất đẹp trên tay của chúng tôi. Belo xin được mời các bạn qua trải nghiệm trực tiếp tại Belo Lê Thái Tổ, đấy, số 46 Lê Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Đây là một địa điểm mà đã quá quen thuộc với các bạn yêu thích resort tại Hà Nội rồi, và mình rất là mong được trực tiếp gặp các bạn và cùng các bạn trải nghiệm những chiếc resort mới nhất, đẹp nhất. Và tại đây bên mình cũng sẽ thay pin đồng hồ chính hãng miễn phí cho các bạn luôn. Rất mong được các bạn ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.